Xin chào mọi người, như thường lệ trên kênh em luôn để số điện thoại chủ nhà ở đây cho mọi người liên hệ trực tiếp. Trước khi xem video, mọi người ủng hộ em một like và một subscribe để giúp kênh được phát triển hơn. Em xin cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 128-1 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10. Đường trước nhà thì rộng khoảng 4m, nhà cách mặt tiền chỉ khoảng vài bước chân là tới. Nguyễn Chí Thanh là một trong những con đường của trung tâm thành phố, cho nên xung quanh có rất nhiều tiện ích như là cửa hàng tiện lợi GS25, cửa hàng tiện lợi Cycle K, trường mầm non phường 3, trường cao đẳng sư phạm Trung ương, trường dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, trường trung học cơ sở Lý Phong, công viên, siêu thị Cấp Mát, nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Duy Phương, chợ An Đông. Nhà có diện tích là ngang 7m5, dài là 7m, kết cấu là 4 tầng đúc bê tông, gồm 1 phòng khách, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, giá đang kêu là 5.980.000.000 vẫn còn thương lượng. Nhà lúc trước cho thuê là giá tới 14 triệu một tháng, nhưng mà chủ nhà vừa lấy nhà lại để bán. Còn bây giờ thì em mời mọi người xem nhà. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking.